Chào mừng các bạn đã đến với Camera Tinh Tế, và hôm nay mình sẽ trở lại với một chuyên mục đã tạm dừng khá là lâu, đó là chuyên mục nhỏ mà không nhỏ. Thì cái thủ thuật hôm nay mình muốn đem đến với các bạn đó là quay phim với gimbal dùng góc siêu rộng trên điện thoại. Thì hiện nay các điện thoại được trang bị rất là nhiều camera, đặc biệt là sự xuất hiện của camera góc siêu rộng. Cái góc siêu rộng này đã giúp cho chúng ta có được sự tiện lợi cũng như là thỏa sức sáng tạo để thực hiện những bức ảnh, những đoạn video hấp dẫn theo ý riêng của mình. Tuy nhiên, khi mình sử dụng camera góc siêu rộng để quay phim và sử dụng chung với những cái thiết bị chống rung như là gimbal, điện thoại, thì mình gặp một vấn đề, đó là những cái cánh tay đòn của gimbal nó lọt vào trong khung hình. Chúng ta hoàn toàn có thể cắt xén khi mà hậu kỳ. Tuy nhiên, việc cắt xén đã làm giảm đi cái góc nhìn và nó làm mất đi cái lợi điểm của góc siêu rộng đem lại. Mình có dò trên internet và tìm ra được một cái cách khắc phục, đó là sử dụng gimbal ở chế độ flashlight mode, chế độ đèn pin á. Khi sử dụng gimbal ở chế độ flashlight mode á, thì cánh tay đòn được nằm thấp xuống dưới đây và nó sẽ không còn cản trở cái camera góc siêu rộng khi quay phim nữa. Cái lợi ích của việc sử dụng chế độ flashlight với quay phim camera góc siêu rộng, đầu tiên là giúp chúng ta sẽ không còn cái cánh tay đòn ở trong khung hình nữa. Và cái thứ hai mình nhận được khi sử dụng một thời gian là mình thấy khi mình cầm ở tư thế như thế này thì nó tạo ra một cái góc nhìn rất là cân đối, rất là đẹp, vì nó khá là cân bằng. Nếu chúng ta cầm ở cái chế độ bình thường ở vị trí cao như vậy, thường là các bạn quay ngang tầm mắt như vậy, thì với góc siêu rộng nó sẽ tạo một cái headroom rất là rộng, làm cho cái khung hình bạn không có cân bằng. Và khi bạn quay ở cái chế độ thấp như vậy thì bạn sẽ có cái góc hình rất là cân bằng, có những cái thước phim rất là cân xứng, hợp với các bạn quay travel, quay vlog rất là nhanh, gọn lẹ. Tuy nhiên, mình phát hiện không phải cái gimbal nào cũng sử dụng được chế độ flashlight mode hết. Cái gimbal Benro B1 mà mình có ở đây không thể sử dụng được chế độ flashlight mode. Các bạn có gimbal rồi thì hãy kiểm tra thử xem cái gimbal của mình có sử dụng được chế độ flashlight mode hay không, để còn upgrade lên những cái điện thoại có góc siêu rộng để tạo ra những cái hình ảnh, những thước phim độc đáo. Còn những ai chưa mua thì gimbal có khả năng sử dụng chế độ flashlight mode là một điểm đáng cân nhắc khi lựa chọn. Nếu các bạn thấy cái thủ thuật này hữu ích thì hãy like, share và subscribe kênh của Camera Tinh Tế. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những video sau.